Ngày 6 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, để ứng phó với siêu bão số 3 gia ghi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên đang tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thông báo và hướng dẫn ngư dân về diễn biến hướng đi của bão số 3 để chủ động di chuyển, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong quá trình này, quân đội đã huy động hàng trăm nghìn người, xe đặc trùng, máy bay để giúp người dân chống bão. Theo đó, quân đội đang duy trì tổng số gần 458.000 người, trong đó, bộ đội là 99.156 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ là 319.000 người, dự bị động viên là 39.370 người, trực sẵn sàng cơ động xử lý tình huống. Trong tổng số người đang ứng trực bão số 3 có 3.567 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trên 259 phương tiện. Tổng số phương tiện được quân đội huy động sẵn sàng ứng phó với bão số 3 là 10.124 phương tiện. Trong đó có 403 xe đặc trùng, gần 4.780 ô tô, 4.942 tàu, thuyền, 6 máy bay. Các lực lượng và phương tiện được huy động từ quân khu 1, 2, 3, 4, 5, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Binh đoàn 18. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra khu bến neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại thị trấn Cái Rồng, sức chứa 1.000 phương tiện. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết, càng kỹ, càng cụ thể, nhiều phương án chủ động ứng phó sẽ càng giảm tối đa tổn thất, thiệt hại về sức khỏe, tính mạng tài sản của nhân dân, tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan. Đề nghị tỉnh Quảng Ninh khởi động mọi lực lượng chỉ đạo tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ dù trong tình huống nghiêm trọng nhất. đây là cơn bão có thể khẳng định là đến bây giờ nó là một cơn bão phải nói là rất là mạnh mà nó hình thành trong vòng có uh, trước đây hai ngày bốn tám bây giờ thì nó đã mạnh lên thế chứng tỏ là cái điều kiện để cho cơn bão để có cái xu hướng mạnh thêm đúng không khi đi vào là rất lớn Thế nên rất mong là chúng ta cũng với tinh thần là tất cả những gì làm là cần thiết làm càng kỹ càng cụ thể nhiều phương án thì sẽ chủ động ứng phó thành công và giảm được các cái tổn thất thiệt hại về người và tài sản cho dân. Đấy là cái mục tiêu cao nhất. Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác chỉ đạo ứng phó bão số 3 kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số khu vực trọng yếu của tỉnh Nam Định và Thái Bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc, 110,8 độ kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 415 km. Sức gió mạnh nhất cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, cấp 19, cấp 20. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Hiện các địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 đang khẩn trương triển khai các phương án để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 15 đến 20 km h đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 cấp 14, giật cấp 17, ở trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 cấp 10 cấp 11 giật cấp 13 di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ 15 đến 20 km/h đi vào đất liền phía đông bắc bộ. Bão số 3 sẽ ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình đến chiều ngày 8 tháng 9, bão số 3 dưới cấp 6 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ 15 đến 20 km/h đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần trên khu vực biên giới Việt-Lào. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định giảm giá bán xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay, ngày 5 tháng 9. Và đây là lần giảm giá thứ 3 liên tiếp trong thời gian vừa qua. Cụ thể, xăng E5 Ron 92 không cao hơn 19.979 đồng mỗi lít, giảm 353 đồng mỗi lít. Xăng Ron 95 không cao hơn 20.827 đồng mỗi lít, giảm 282 đồng mỗi lít. Như vậy, giá xăng Ron 95 đã giảm xuống dưới 21.000 đồng mỗi lít sau kỳ điều hành này. Giá dầu cũng đã giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Dầu diesel không cao hơn 18.092 đồng mỗi lít, giảm 385 đồng mỗi lít. Và dầu hỏa không cao hơn 18.724 đồng mỗi lít, giảm 341 đồng mỗi lít. Riêng giá dầu mazut 180 không cao hơn 15.155 đồng 1 kg, giảm 407 đồng kg so với giá cơ sở hiện hành. Thưa quý vị, sau trận mưa lớn ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước từ đồi cao kéo theo bùn, cát chảy tràn xuống đường cản trở giao thông trên đường Nguyễn Thông đi khu du lịch Resort Mũi Né. Cụ thể vào khoảng 13 giờ chiều ngày 4 tháng 9, mưa lớn, nước bùn từ trên đồi cao tràn xuống đường kéo dài khoảng 300 m trên đường Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hải. Các lực lượng tại hiện trường đã điều tiết giao thông và nhanh chóng đưa xe máy xúc dọn dẹp lượng bùn cát trên đường để xe cộ có thể lưu thông qua lại an toàn. Do thành phố thường xuyên bố trí các tổ ứng trực mưa lũ nên việc giải tỏa hiện trường rất nhanh để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Cũng tại vị trí này, trước đó mưa lớn đã làm cát tràn xuống đường. Chính quyền sở tại đã kịp thời điều động phương tiện dọn dẹp thông tuyến hướng đi mũi né. Và nhiều năm qua thì mưa lớn nước từ trên đồi cao đổ tràn xuống vùng trũng gây ra ngập úng tại tuyến đường ven biển mũi né diễn ra vô cùng thường xuyên. trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vừa phát đi thông báo liên tiếp thông báo về động đất ba trận động đất liên tiếp vừa xảy ra ở khu vực huyện con plong tỉnh con tum và huyện nam trà my tỉnh quảng nam gây rung lắc nhẹ và người dân có thể cảm nhận được rõ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hệ thống của trung tâm vừa ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,5 xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.970 độ Vĩ Bắc, 108.114 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Còn tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, hôm nay, hệ thống của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng đã ghi nhận tại đây hai trận động đất có độ lớn 3,1 và 3,6. Hai trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Trưa ngày 5 tháng 9, cơ quan quản lý thiên tai tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ cao nhất đối với siêu bão Yagi sắp đổ bộ vào khu vực này. Cùng với Hải Nam, các tỉnh miền Nam Trung Quốc đã yêu cầu các tàu đánh cá trở về cảng trong bối cảnh một loạt biện pháp đang được thực hiện để ứng phó với cơn bão Yagi đang đến rất gần. Theo đó, hơn 34.000 tàu cá của tỉnh Hải Nam và hơn 84.000 tàu cá ở tỉnh Quảng Đông đã trở lại cảng trú ẩn. Hàng chục nghìn ngư dân đã được sơ tán. Các cơ quan, công sở và trường học ở tỉnh Hải Nam sẽ đóng cửa kể từ ngày 5 tháng 9. Các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa cũng sẽ bị đình chỉ đến ngày 6 tháng 9, trong khi các chợ và điểm tham quan du lịch sẽ tạm thời đóng cửa. Dự báo từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 9, mưa lớn sẽ chút xuống Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, khiến mực nước trên các con sông nhỏ và trung bình ở các tỉnh này có thể vượt mốc báo động lũ lụt. Theo cơ quan khí tượng Hải Nam, bão Yagi có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh này trong 10 năm qua. Bão Yagi đã phát triển thành siêu bão cấp 17 với sức gió lên tới 209 km/h và đang tiến về phía đảo Hải Nam. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền vào chiều mùng 6 tháng 9 ở khu vực gần thành phố Văn Xương ở Hải Nam và huyện Từ Văn ở tỉnh Quảng Đông. Siêu bão Yagi được cho là hiện tượng thời tiết cực hiếm do hầu hết các cơn bão đổ bộ vào khu vực này đều rất yếu.